Chiếc xe đạp đòn dông Tác giả Hai Hùng Sài Gòn Những năm giữa thập niên 60, tôi rất mê chiếc xe đạp đòn dông. Sở dĩ kêu nó bằng cái tên này là vì cái sườn xe có một thanh nằm ngang trong cái khung xe hình tam giác. Nó được nối từ bộ chén cổ đến cái chảng ba dưới yên xe từ xa nhìn nó oai vệ hơn loại xe đạp sườn đầm loại dành cho phụ nữ xài những năm này đi học hàng ngày tôi và chúng bạn lội bộ gần rã cặp giò bởi từ nhà tôi lên đến trường chánh nằm ở đầu trên chợ gò vấp cũng khá xa những đứa con nhà giàu được cha mẹ mua cho xe đạp đi học thấy bộ gió tụi nó đến trường là khiến tôi thèm chảy nước miếng rồi. Không biết cơ duyên nào khiến chú út của tôi từ dưới quê ổng lên tá túc nhà ba má tôi. Chú tâm sự cái nghề thợ mộc của chú ở vùng quê ít có dịp xài. Vì đa phần người ta mua đồ đóng sẵn. Năm khi mười họa mới có một vài người đến đặt chú đóng. Có khi cái giường gỗ, cái gạch mang rê, cũng có người nhờ đóng dùm mấy cái ghế đẩu để ngồi bàn nước ăn cơm. Công xã dưới quê nghèo chỉ sống đắp đổi qua ngày. Muốn có của ăn của để thì khó hơn bội phần. Đặc biệt chú Úc có mang theo chiếc xe đạp sườn nhôm. Nó được đúc liền một khối, không có một mối hàng nào. Xe thật chắc chắn và nặng vô cùng Tôi còn nhớ nó mang nhãn hiệu của một hàng xe hơi nổi tiếng bên Pháp thời bấy giờ. Tôi dốt chữ nên đọc nó thành xe bồ rô. Chú Úc cưng chiếc xe này lắm. Đi làm thì thôi, nhưng khi về tới nhà ông lau chùi cẩn thận. Từ cái chân câm đến cái niền xe bằng nhôm lúc nào cũng sáng giới. Có hôm bà tôi ghẹo chú Úc Hoàng Nghiệp. Tên cúng cơm của chú Úc. Tao thấy bày mê xe hơn mê vợ thì phải. Biết ông anh mình chọc quê nên chú Úc cười và nói. Không phải đâu anh chính. Thứ của bà tôi trong gia đình bên nội. Anh nghĩ coi. Mình cưỡi nó quanh năm suốt tháng nên phải chăm sóc lại nó. Lỡ nó đau bệnh bất tử có khi nó cưỡi lại mình lúc đó là mệt cầm canh đó anh. Nghe thấm ý nên bà tôi cũng cười theo cho chú vui lòng. Một hôm đi học về, chú Úc gạo bài vở của tôi coi tôi học hành có đàng hoàng không. Chú kêu tôi đập thuộc lòng một bài giáo dục công dân cho chú nghe. Thú thiệt, tôi chúa ham chơi, nên bài nào tôi cũng đọc qua loa chiếu lệ rồi chạy u ra sân với tụi nhỏ trong xóm Tôi đọc lấp dấp không trọn ý của bài Chú ốp giận quá ông cầm cây roi mây thưởng vô bàn tọa tôi hai cây liền Chú thảy cũng tập lại cho tôi với câu hầm hè đến mẻ răng Bày học cho thuộc liền cho chú Cho mười phút không thuộc thì bốn roi nghe con Từ khi ở nhà tôi Hôm đó là lần đầu tiên chú Úc ra tay quá mạnh với tôi, khiến tôi không thích chú chút nào. Cầm cuốn tập, tôi chạy u xuống bếp, mét với má mình, dụ chú Úc đánh. Tưởng đầu được an ủi vỗ về. Ai dè má tôi còn đế thêm. Chú Úc quánh là phải rồi, bay học hành như bùi kiệm vậy đó. Không lo học hành sau này lớn lên có môn đi cạp đất mà ăn nghe con tôi lủi thủi cầm cuốn tập lên bàn phía nhà trên để đọc cho thuộc như yêu cầu chú úc vừa đọc vừa ấm ức trong lòng nhờ ăn hai cây roi mây mà tôi thuộc nhanh chóng bài học này chưa hết thời gian giao ước của chú tôi lật đật mang cuốn tập trình cho chú để nhờ chú dò lại bài chú úc ngạc nhiên vô cùng chắc chú nghĩ rằng dễ gì tôi thuộc nhanh chóng như vậy chú nói chắc chưa bay đọc cho chú nghe coi tôi đập thuộc lầu lầu chú úp xếp cuốn tập lại trả cho tôi chú kèm theo câu nói thấy chưa đâu có khó gì đâu bay chỉ cần chú tâm là học bài nào lại không thuộc giỏi rồi đó lần đầu tiên bị ăn đòn cũng chú giờ khen cũng là chú Tôi mắc ruột vô cùng. Chưa kịp tỏ thái độ gì thì chú Úc nói. Ráng học cho giỏi đi. Sang năm lên lớp chú mua cho chiếc xe để làm chân đi học. Nghe vậy tôi mừng rỡ vô cùng. Tôi chạy lại ôm chú và đặt nụ hôn lên má chú như để cảm ơn chú đã lo cho mình. Được đàn chân lần đàn đầu. Câu này quả tình không sai chút nào được chú hứa sẽ mua cho chiếc xe đạp tôi thấy thời gian để mình có nó lâu quá vì còn năm tháng nữa mới lên lớp nên tôi thỏ thẻ với chú hay là chú út cho con mượn xe sườn nhôm chú con chạy thử một bữa đi được không chú út tôi thấy nét mặt chú không được vui chú nói không phải chú tiếc với bay đâu nhưng xe này nó nặng trịch hà lỡ quớ nó đè bay dẹp lép luôn. Chú Úc nói vậy chứ kỳ thật tôi biết chú sợ tôi làm hư xe chú. Hoặc tôi té ngã nguy hiểm nên chú không cho. Tôi cũng không lấy gì làm buồn vì lượng sức mình khó điều khiển được chiếc xe với sức vóc hiện tại của mình. Tôi dạ một tiếng cho chú an lòng. Vừa đi học về tới nhà, tôi trố mắt nhìn ông anh lớn nhất trong nhà của tôi đang mân mê một chiếc xe đạp đòn dâm. Ngộ một cái là xe này không có hai cái dè để tránh nước bắn lên người khi đạp xe. Tôi xề lại hỏi anh Thọ liền. Xe của ai mà đẹp quá vậy anh? Anh Thọ nói. Chú Úc mới mua cho anh nè. Có giấy phát tuy đàng hoàng nè. Lúc này tự dưng tôi muốn mình lớn thật nhanh như phù đẫm thiên vương. Ăn xong nồi cơm, vương vai từ đứa con nít biến thành thanh niên vạm vỡ. Để chú Út mua cho mình chiếc xe đòn dòng y hệt xe anh thọ. Mượn xe chú Út không xong, tôi quay ra o bế ông anh mình để cố chạy thử chiếc xe cuộc này. Hôm nọ tôi nghe tiếng chú hai cắt chú bán cà rem, kem, đi ngang nhà Tôi thọc cái ống heo lấy ra mấy cắt bạc rồi chạy u ra ngoài sân đón chú hai để mua xe ba bánh cà rem của chú vừa chờ tới chú hai đã lên tiếng hà hôm nay nị ăn cà rem gì ngộ lấy cho tôi lắc đầu rồi nói chú hai bán cho con một ổ bánh mì nhận cà rem bột vô đó chú hai nhớ rắc đậu phộng vừa sợi với sữa ông thọ nữa nha chú hai cầm cái bánh mì có nhận cà rem bột ngon ơi là ngon bình thường là tôi nhai ngấu nghiến lâu rồi nhưng hôm ấy tôi phải đem vô nhà để dùng làm vật để mua chuột ông anh mình cho mượn chiếc xe đòn dông. anh thọ ăn xong ổ bánh mì chưa kịp uống nước tôi đã chặn họng cho em mượn chiếc xe đạp chơi một dòng nghe anh thọ Lỡ ăn đồ đúc lót của thằng em ma lanh của mình, nên muốn từ chối cũng khó. Anh nói. Ừa, chạy vòng vòng trong xóm thôi, đừng đi xa nguy hiểm nha. Anh thọ vô nhà học bài để chuẩn bị thi tú tài phần 1. Tôi ở ngoài sân với con chiến mã của anh. Nhìn màu sơn vàng ống láng mướt. Tôi lấy tay vuốt về nó như vuốt đứa em bé nhỏ thân yêu trong nhà. Tôi tập chạy cũng nhanh. Ngồi lên yên xe thì dò cẳng tôi chống không tới. Tôi dùng một tay cặp nách cái đòn dông, một tay cầm lái. Còn chân tôi xỏ qua pedal bên kia, chân còn lại đập pedal bên này vậy đó mà tôi chạy nhanh cũng không kém xe mobilet của chú tư thắng gần nhà cô ba chà người hàng xóm khen tôi nức nở chà ông phương ròm tục danh của tôi này giỏi ghê ta nay mai tôi nhờ đi mua cà phê cho tôi được rồi đó nghe cô khen tôi hứng chí xách xe chạy ra đường tôi đạp xe lên cầu hang trên phía chợ gò vấp đến ngang trường Đông Bosco, tôi quẹo vô đường Lê Văn Thạnh. Tính là sẽ chạy ra Phan Văn Trị rồi về lại đường đất đỏ nhà tôi. Không ngờ tới cua quẹo chỗ nhà in hạnh phúc gần qua tới công si heo. Từ trong hẻm có thằng con nít chạy băng ra lao vô đầu xe tôi. Phản xạ tốt, tôi bóp thắng mạnh và gấp nên đụng nhẹ em bé khiến nó té xuống đường một bà mặt mày hung tợn chạy ra sáng cho tôi một bạt tay nảy lửa bà còn tru tréo cái thằng quỷ bộ lọt chồng té nổ rồi hả sao mày dám đụng con tao bà định sáng tôi một bạt tay nữa nhưng có một bàn tay ai đó dằn lại ông nói từ từ thím ơi thằng này cũng con nít mà, thím quánh nó như vậy là không phải phép đâu. Để hỏi đầu đuôi làm sao đã rồi tính. Tôi tường thuật lại tình huống y như chuyện đã qua. Ông hỏi nhà cửa, ba má tôi là ai? Tôi khai hết. Nghe xong ông mừng rỡ nói. Vậy bây là con của chú thím năm ấn ở đường đất đỏ đây sao? bác là sáu tốt bạn của ba bay nè phòng trồng răng nha sĩ nguyễn văn tốt nằm ngoài đường gia long là của bác đó thôi để bác nói cô này cho bay về mai mốt chạy cho cẩn thận đó nhờ bác sáu tốt nói vô và cháu nhỏ không bị gì nghiêm trọng nên bà này cho tôi ra về với lời nhắn mai mốt vô mấy đường nhỏ bay chú ý con nít nhiều lắm lỡ có bề gì khổ lắm bay ơi Tôi khoanh tay cúi đầu chào cảm ơn bác Sáu và bà mẹ nói trên rồi phóng xe về nhà. Chuyện xảy ra vậy, may là xe không trầy xước gì. Nếu không tôi sẽ bị ông anh mình dần cho một trận chứ chẳng chơi. Ruộng lúa dưới quê năm ấy trúng mùa. Nhà thiếu người phụ coi sổ sách nên bà nội tôi kêu chú Úc quay về Long Xuyên để coi sóc. Ở lâu ngày, mến tay mến chân. Khi về chú Úc buồn rười rượi, chú ôm tôi vào lòng, chú nói. Chú biết bay khoái cái xe sườn nhôm của chú lắm. Mai chú về quê rồi, chú tặng bay chiếc xe làm kỷ niệm. Nhớ giữ gìn cẩn thận nha bay. Tôi mừng rơn nói trong rằng rụa nước mắt. Con đội ơn chú lắm, chú dạy dỗ con nên người chú không màng câu giáo đa thành toán. Phần con, con sẽ khắc ghi hình ảnh của chú đến tận cuối đời. Chú lâm hoàng nghiệp của con. Hai chú cháu buồn như chưa bao giờ buồn thế. Sáng hôm sau, chú ra bến xe về quê. Từ đó về sau này, tôi chưa gặp lại chú Úc lần nào. Chú hóa thành người thiên cổ mà tôi hay được do các cô tôi nói lại. Mùa hè năm 1969, tôi rủ thằng Răng bạn cùng xóm cùng ra cầu xa lộ tắm sông. Tôi nghe mấy anh lớn trong xóm ngày nào cũng qua đó tắm rất vui. Vì nơi này nước trong xanh như nước hồ bơi nên làm tôi nôn nao vô cùng. Lấy con chiến mã của chú Úc cho mình. Tôi với thằng Răng chia phiên ra đạp xe. Lượt đi nó chở, lực về tới tôi cầm lái cầu Sa lộ cầu Sài Gòn độ cao rất lớn đạp xe leo dốc mất nhiều sức lực nhưng với tuổi thanh niên mới lớn thì chẳng nhầm nhò gì với tuổi tôi lúc leo dốc cầu thay vì tôi ngồi bọc ba ga phía sau là yên chuyện rồi đằng này ham vui tôi ra phía trước ngồi trên cây đòn dông hai bàn chân để hờ trên hai con chuồng chuồng ở cốt bánh xe đạp. Leo dốc chừng một đoạn ngắn, tôi thấy có tờ giấy bạc 50 đồng ai làm rớt đang kẹt ở khe giãn nở của chiếc cầu. Tôi kêu thằng răng ngừng xe lại, tôi leo xuống bờ tờ giấy bạc bỏ vô túi quần ngon lành. Hai đứa tiếp tục đổ dốc cầu để xuống sông tắm cho mát. Lượm được tiền hai thằng tôi hứng chí vừa thả dốc vừa hát bài ngựa phi đường xa. Do xe đạp chạy qua cái khe giãn nở nhanh quá khiến bánh xe trước nhảy tưng lên. Tôi bị đúc nguyên cái mu bàn chân vô cầm xe đạp khiến chiếc xe lộn cù mèo một dòng từ sau ra trước. Thằng răng bị hất văng theo và khi tiếp đất thì mặt đường cầu xa lộ làm nó gãy mất một vài cái răng cửa máu me dầm về. Bàn chân tôi bị lột da, máu đầm đìa. Thời may gặp hai chị nọ cưỡi hông đi ngang, thấy vậy hai chị xuống xe lấy chùi vết thương và lấy khăn băng bó chân tôi lại để cầm máu. Tôi đau cái chân nên không đạp xe về được. Thằng răng đành, cắn răng nén đầu chở tôi về nhà. Qua tai nạn này, về nhà hai đứa chia tiền, rồi ai ở nhà nấy. Ba tôi biết chuyện ông treo chiếc xe đạp lên không cho tôi xài nữa. Tôi với thằng răng nhập ngủ đi miệt mài. Khi trở về nhà thì chiếc xe đạp sườn nhôm không còn. Tôi nghe hình như ba tặng lại cho người bạn thân nào đó. Vậy là kỹ vật của chú Úc đã vụt khỏi tầm tay của mình. Mấy chục năm rồi, Lâu lâu ký ức hiện về làm tôi nhớ gia diết những ngày xưa thân ái và nhớ chú Úc lâm hoàng nghiệp của con vô ngần. Viết xong ngày 17 tháng 7 năm 2022.